đêm âm nhạc của chúng ta hôm nay, một người đã giúp cho tất cả các anh em nghệ sĩ cũng như là quý bà con cô bác khi mà đến thăm mẹ thì sẽ có những cái khoảnh khắc thật là đẹp để chúng ta lưu giữ lại, để sau này chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ có một ngày để nhớ thật là vui. Và xin mời lên sân khấu nhiếp ảnh gia Huỳnh Đức ạ. Nói chung là năm nào cũng vậy, chứ mỗi lần nghe đây là chí công gọi là Huỳnh Đức có mặt. Thì hôm nay là cái đầu xuân thì chúc đại gia đình mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc và vạn sự như ý. Bài này thì của ca sĩ danh ca Ngọc Sơn sáng tác cách đây 6 năm và Quỳnh Đức cũng ở trong nhà trong 3-4 ngày ra bài này. Và đồng thời cái bài này rất là thấm thiết, Quỳnh Đức lúc nào cũng hát bài này hết. Có một bài một thôi. Tấm gương bé nhỏ xin chào đại gia đình. Tìm ngày em có ta rồi.
chữ thì mà thôi. Tấm thân bé nhỏ xin chào đại gia đình.